được nghe những lời giới thiệu cho những chị thạc sĩ, nghệ sĩ Ưu Tú Bạch Vân giới thiệu một chút về để chúng ta có những kiến thức sơ đẳng về ca trù. Xin thưa quý vị, nếu ai có kiến thức đã từng nghiên cứu thì xin chịu khó để nói cho những người họ còn biết sơ sơ hoặc là họ mới nghiên cứu, để chúng ta tìm hiểu vốn cổ của cha ông, chúng ta cùng nhau bảo vệ gìn giữ. Đây là bản sắc, là cái tinh hoa của dân tộc Việt và là niềm tự hào người Việt, đã được UNESCO công nhận ghi tên vào danh sách văn hóa phi vật thể của thế giới, nhưng cần phải bảo vệ khẩn cấp năm 2009. Thưa tất cả quý vị, ca trù, ca là hát, trù là thẻ, đây là tên cổ xưa nhất, có trên ngàn năm lịch sử. Theo truyền thuyết để lại và theo các nhà nghiên cứu thì có rất nhiều tích cầu nghề, đó là cầu nghề ở Thanh Hóa trước công nguyên, đó là cầu nghề ở Thái Bình, làm đồng trong Thái Bình trước công nguyên, và sau này còn có gọi là cầu nghề thế kỷ thứ 13 thời nhà Trần. Còn thiết hiện nay mà nhiều nhà khoa học cho là xác đáng nhất, bởi vì còn lại trên văn bia, trên các di vật, đó là thời thế kỷ Hồng Lê, thời Hồng Lê thế kỷ thứ 16. Thánh ông là người Hà Tĩnh, người Bồ Đào đi Xuân Hà Tĩnh, thánh bà là người Bồ Xuân Thanh Hóa, họ gặp gỡ và kết duyên cùng nhau, không sinh con, và họ đã có nhiều công lao với triều đình Hồng Lê, đã giúp nhà vua khỏi bệnh, truyền dạy cho lớp trẻ, và sau khi mất hai người đều quá thành tiên và truyền lại nhà nước phong kiến. Thời Hồng Lê sắc phong cho 265 nơi thờ và vùng miền Bắc, và các trù trải dài trên 19 tỉnh thành, chủ yếu là vùng Bắc Bộ, đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và phía Bắc Nam Bắc Bộ và Trung Bộ. Sau này năm 1945 thì một số đào nương kết đàn rất giỏi Đông Bắc, họ vào di cư vào Sài Gòn, cho nên ở Sài Gòn không có ca trù. Và một giai đoạn triều đình Huế cướp ngôi nhà Lê và chuyển vào kinh đô, từ Thăng Long chuyển vào Huế thì ca trù vào trong kinh thành Huế, bởi vì ca trù là hàng năm họ tổ chức thi hát cửu đình để chọn đào hay tiết giỏi lai tiên trung bộ vào nhà vua để cho nhà vua nghe. Và ca trù là một nghệ thuật đầu tiên của Việt Nam được ăn lương của nhà nước, tức là triều đình nuôi trả lương, gọi là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, họ vào làm ở trong triều đình để làm sao để khi chúng ta tiến đại sứ ra nước ngoài, trình quốc thư hoặc là để đến chào ngoại giao thì đưa ca trù ra, để Việt Nam có phong tục là rất là rất là niềm nở, đón khách những cái gì quý giá nhất tiện khách, đó là ca trù, đó là trẻ thái, đó là chả cá lạ lọc để chúng ta đưa tiện khách thì là trong cung đình. Thứ hai là sau thời Lý, cái đình làng nơi ở những thành ngọn làng những vị có công với dân với nước, hoặc sinh và giờ thiên, hoặc là hiền linh phù hộ tinh thần cho dân làng trong việc làm ăn mùa màng sinh sôi, vạn vật nhảy nở. Vì vậy họ được thờ, tổ chức các cái kỳ lễ hội ngày sinh ngày hóa. Và ca trù là duy nhất chúng ta biết thời kỳ phong kiến là nam nữ phục vụ bất thân, và phụ nữ không được vào trong đình, chỉ ở phía ngoài thôi. Thế mà triều đình phong kiến rất trọng dụng ca trù, đã đưa ca trù vào hát trước nhan án ở trên bàn thờ, và chỉ có ca trù vào trong đình hát thờ thôi, từ tối cho đến sáng, và tất cả từ khi mở hội cho đến kết thúc, có những khi trải hạn cho hội sắm trải dài trong một tháng là hát tối nào ca trù. Và tuồng thì ở ngoài sân, văn họ hay trèo ở ngoài sân, còn văn họ ở dưới trước ao làng, sông không bao giờ được vào trong đình đền.
chỉ ở rộng. Thưa các bạn, hôm nay bạn có hỏi ca trù với sầm thế nào? Ca trù thượng tầng kiến trúc và sầm là hạ tầng cơ sở, đỉnh cao và phía thấp. Đây chúng ta không nói về dè biểu, chúng ta đây nói tôi là một trong những người là nghiên cứu, được gọi là nhà khoa học. Nghiên cứu này thì chúng tôi thấy rằng là ca trù nó hay, người đánh giá thế giới đánh giá là nghệ thuật hàn lâm, bởi vì các yếu tố tạo thành bát học kết hợp với nhau, đó là nghệ thuật thơ. Thơ bình thường đó là rượu nấu rất là kỹ, chứ ca trù, thơ ca trù người ta còn gọi là rượu biết cái hoa vàng chiết rất là kỹ, và có những cái lề lối, có những là quy định rất chặt chẽ để làm sao đưa cái giai điệu người xưa đã sáng tác sẵn để đưa vào lời, và chúng ta có hàng nghìn bài hát lưu truyền ở dân và trong kho tàng của Việt Hán Nôm, đó là thơ hát nói và thơ biệt nói. Còn hát sầm là dùng trong dân gian cho những người, xin lỗi, trước đây chúng ta là sầm đối tượng là ai, là tất cả giới bình dân. Cái người phục vụ là ai, đó là những người khiếm khuyết, mắt là một, có thể là mù một mắt, có thể là mù hai mắt, rồi chân tật, chân tàn tật, tay tàn tật, có rất là xấu, và họ chủ yếu hát sầm để đi ăn mày, vì họ đói. Đầu đường xó chợ hoặc nhà ga bến tàu, cái hồi ở Bạch Vân là những năm 65-70 vẫn còn những người hát sầm trên tàu điện, trên bến xe, bến tàu, chứ không phải có sầm tàu điện riêng mà sầm ở tất cả những chỗ đông người hát. Và chúng ta thấy cách đây mấy năm, khoảng chục năm, đó là cái cụ già vừa nhai trầu của bà vừa kéo nhị chân đập sông Loan, đó là nghệ nhân ưu tú Hà Thị Cầu ở Ninh Bình, đó là hát sầm. Và lời ca rất mộc mạc, chủ yếu là quan hệ vợ chồng, tình cảm mà anh em chủ yếu là vợ chồng, và nói về cuộc sống bình dân và thơ rất bình dân, lời không có gì ai đặt lời được, và giai điệu không có gì cả, rất là đơn giản, ai học cũng được, ai hát cũng được. Nhưng ca trù đó là nghệ thuật bắt học, bởi vì giai điệu, sự phát triển của giai điệu của giới âm nhạc đánh giá hàn lâm, có những người giáo sư tiến sĩ, có người nhạc sĩ, nhưng họ không thể nào biết cái nhịp của ca trù như thế nào. Và lời ca phải có những người được học, những người có chữ nghĩa bề bề, như là người anh lúc nãy cầm đầu trầu là nghiên cứu và ông có những khả năng sáng tác, và ông sáng tác những lời ca ý tại ngôn ngoại để cho người hát. Thế còn người học hát thì trước đây người ta hát, người ta học trong từ 5 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, và học chuyên gần, tối nào cũng đến ngày làm đồng tối vào đến thầy, mà thầy phải tuyển đủ tiêu chuẩn. Thứ nhất là phải có thanh, là phải có giọng hát. Thứ hai rồi là cái chân tay, bởi vì nếu không đánh gõ được phách này thì vứt đi, không gọi là đàn hương. Đàn hương bao giờ phải gặp bộ phách này, mà bộ phách phải có khuôn khổ. Thưa rằng trước đây nếu học phách 6 tháng chuyên cần mới học đủ phách, sau đấy học hát, rồi liên tục rút chậm về hát đủ, mà phải thuộc ít nhất 100 bài và 99 là được. Và khi 3 năm, 5 năm có người, một cái hội đồng giám khảo, người ta tuyển chọn, và hội đồng giám khảo là ai, là những người bên ngoài chứ không phải thầy dạy mình, mà những người cầm trống chầu họ rất giỏi, họ chấm mà chấm bốc thăm, chứ không phải là thích bài nào bốc bài ấy, hay là bốc cũng được cơ, để bốc bài khác không có. Tổng trong tổng thể 100 bài và 99 là được, nhưng bốc bài nào bốc bài. Người ta gọi là thi của đình, thi đàn của hát hay, bên tuyển của cung vua mới được, lúc ấy là triều đình và trong ban giám khảo cho phép anh mới được cái hát. Và thứ tư nữa là mới tính đến sắc. Thứ năm tính đạo đức, nếu đạo đức biết ngăn biết giặt trai gái thì, hoặc là trộm cắp tất cả những cái vấn đề về đạo đức là không được cái hát. Nó khó hơn ngày nay rất nhiều, chỉ thưa quý vị chúng ta bao giờ trở lại ngày xưa, đào hương ngày xưa như vậy. Nhưng chúng ta ngày nay sau một thời gian nó đã biến mất nghệ thuật này, 60 năm trời chúng ta phục hồi lại thì nó có những điều nó bất cập. Và ngày xưa thưa các quý vị khán giả muốn nghe hát này tiền rất nhiều, vừa hiểu biết cũng có tiền, không có tiền không vào ngồi như thế này được, và ngồi phải có một cái thưởng
ngoài tiền đặt cọc và buổi hát này bao tiền, phải có tiền thưởng. Tiền thưởng cho cái người hát hay, chủ yếu là hát phách, để sau đến đàn thì cái người cầm trống trầu này phải bỏ tiền và khán giả bỏ tiền. Thưa các vị, ngày xưa ca trù là nhất, nghe ca trù là nhất, nghe cô đầu ca là hát trù là thẻ, còn cô đầu là cô, là hát cô là người phụ nữ hát, và bao giờ hát cũng là người phụ nữ. Đàn phải là nam thì nam còn vân tay khỏe hơn nữ. Hiện nay có nữ đàn đi nữ không thể giỏi bằng nam, còn nam mà đi hát thì xin lỗi khán giả bỏ chạy hết, không thể nào nghe nổi. Đấy là một điều hết sức đặc biệt. Hát thì khi thường người ta hay thường thẻ tre cuối buổi tính tiền, cứ là chắc có tay chống và thường kinh buồn. Cái thường có thể là ngày xưa một đồng, mà chúng ta biết là hai xu, ba xu một tạ gạo. Thế mà một đồng bạc mà một buổi như Bạch Vân hát có lẽ phải đến 20 đồng. Các cụ ngày xưa, những người theo nghề gọi là cô đầu thì giàu nứt đố đổ vách. Cảm ơn cô. Vâng. Mấy tháng xin phép. Vâng.